Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Xuất hiện sạt lở, ngập úng ở một số địa phương sau bão số 3. Mặc dù bão số 3 đã suy yếu nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn đang có mưa lớn gây sạt lở, ngập úng ở một số địa phương. Sáng ngày hôm nay, bão số 3 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đến 1 giờ ngày hôm nay, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ chiều qua toàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, gió phổ biến đạt cấp 4-5, khu vực Móng Cái, Cô Tô, gió cấp 5-6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 19 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay tại một số điểm trên địa bàn tỉnh từ 76,8mm, thị xã Đông Triều và cao nhất là 299,4mm, thành phố Cẩm Phả. Để ứng phó với cơn bão số 3, tỉnh đã ra các văn bản công điện chỉ đạo cấm biển từ 12 giờ ngày hôm qua, kiểm tra công tác chống bão các địa bàn huyện Vân Đồn, Ba Chẽ, các địa phương trong tỉnh thành lập đoàn công tác do lãnh đạo địa phương làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó trên địa bàn. Tỉnh cũng đã huy động lực lượng vũ trang với 1.510 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và hiệp đồng lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đóng trên địa bàn. 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các trang thiết bị, phương tiện khác, tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bộ đội biên phòng tỉnh bắn 32 quả pháo kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú tại các địa điểm quy định. Các đơn vị cũng đã kêu gọi tàu thuyền đảm bảo an toàn khu nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ 496 tàu của tỉnh đã về nơi tránh trú lúc 16 giờ ngày hôm qua. 6.250 chiếc tàu cá các loại đã neo đậu an toàn trong chiều hôm qua. 14.502 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã chủ động gia cố và thông tin đến khoảng 1.000 lao động tại các khu nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp an toàn chiều ngày hôm qua. Gần 4.000 khách du lịch đều được thông tin về bão để chủ động phương án ứng phó. Trong ngày hôm qua, đã đưa 500 khách du tuyến đảo về bờ an toàn, còn lại 364 khách có nhu cầu ở lại đảo, địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiếp tục đón chú đáo. Về thiệt hại, đã xuất hiện lũ trên các sông, suối khu vực miền đông của tỉnh từ tối ngày hôm qua, hiện nước đang rút dần. Tuy nhiên, tại thành phố Hạ Long đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các phường Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Hà Khánh, Dân Chủ, sạt lở cục bộ 10 điểm tại phường Hùng Thắng, Hà Khẩu, Hồng Hải, Bãi Cháy, Yết Kiêu, Hà Trung. Thành phố đã di rời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn, gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố. Thành phố Uông Bí sạt lở cục bộ tại phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công, thành phố Móng Cái gãy đổ hơn 120 cây xanh trên các tuyến phố, 20 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 14 hectare lúa màu, ngập cục bộ khu vực Hải Hòa. Các địa phương không có thiệt hại về người và đang tiếp tục rà soát tình hình trên địa bàn. Sạt lở nghiêm trọng tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Do nằm gần khu mỏ khai thác đất sét của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy, cộng với ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực đồi tên lửa tổ 6 khu 3B phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long có hiện tượng sạt lở đất đá, sụt lún nhà cửa nghiêm trọng. Căn cứ diễn biến tình hình thời tiết, trước đó, phường Giếng Đáy đã làm việc với công ty cổ phần Vidacera Hạ Long, đề nghị công ty hỗ trợ bố trí tạm cho các hộ dân di chuyển vào ở tại khu nhà tập thể của công ty. Công ty đã bố trí 12 phòng ở, tuy nhiên các hộ dân đã đề nghị được chủ động tự lo chỗ ở tạm. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường đã bố trí phân công lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, ban bảo vệ dân phố ứng trực, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của các hộ dân, tiếp tục theo dõi các biến dạng của vết nứt, sụt lún để có các biện pháp xử lý kịp thời. Được biết, khu 3B phường Giếng Đáy nằm sát ngay khu vực mỏ khai thác sét của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy. Nhiều tháng qua, một số nhà dân đã xuất hiện hiện tượng bị sụt lún và xuất hiện nhiều vết rạn nứt, đặc biệt do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong ngày hôm qua và sáng nay, một số công trình phụ của nhà dân đã bị đổ sập hoàn toàn và hiện tượng sụt lún nứt gãy ngày càng nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Giếng Đáy, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường đã kiểm tra hiện trạng, yêu cầu dừng ngay việc khai thác đất sét tại mỏ của công ty. Tiếp đó, đoàn giám sát Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân phường Giếng Đáy khóa 10 cũng đã tổ chức giám sát về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở đất tại tổ 6, khu 3B và tổ 7, khu 5, phường Giếng Đáy do công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy khai thác đất sét gây ra. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa có biện pháp khắc phục triệt để. Mới đổ đất hoàn nguyên được một phần mỏ của mỏ khai thác đất sét. Tích cực khắc phục thiệt hại do bão số 3 Ma-ôn gây ra. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Ma-ôn, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt cục bộ, nhiều cây xanh bị đổ, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Hiện lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực khắc phục những thiệt hại do bão số 3 Ma-ôn gây ra. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh thông tin về tình hình khắc phục thiệt hại do bão tại các địa phương. Tại thành phố Hạ Long, nhiều khu vực đã bị sạt lở do mưa bão. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân tại các điểm sạt lở. Người dân tổ sống nhóm khu 8 phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long dọn dẹp nhà cửa do bị nước ngập vào nhà. Các hộ dân phường Hồng Hải cũng tích cực dọn dẹp vệ sinh ngõ vào khu dân cư. Lực lượng chức năng huyện Tiên Yên di chuyển đồ đạc cho các hộ dân có nhà bị ngập lụt, đưa tài sản đến nơi an toàn. Kiểm tra để khắc phục tình trạng cột điện đổ do ảnh hưởng của mưa bão. Người dân xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí tích cực dọn dẹp bùn đất sau bão. Lực lượng chức năng thành phố Uông Bí kiểm tra tình hình xả lũ tại cống ba cửa, phường Yên Thanh đảm bảo xả lũ an toàn. Ngay từ sáng sớm cho tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên vẫn đang tích cực dọn dẹp những hậu quả do mưa bão gây ra. Thành phố Cẩm Phả đang gấp rút thực hiện khắc phục các điểm sạt lở bị bùn đất trôi dạt tại các tuyến đường, đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân. Tại huyện Cô Tô, các lực lượng chức năng thu dọn cây gãy đổ. Người dân Cô Tô cũng đang tích cực dọn dẹp khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Lực lượng chức năng huyện Hải Hà cắt tỉa dọn dẹp cây đổ do ảnh hưởng của mưa bão. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trà Cổ, thành phố Móng Cái hỗ trợ người dân dọn dẹp sau mưa bão. Các lực lượng công an, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả của bão số 3 trên địa bàn thành phố Móng Cái. Tại huyện Bình Liêu, mưa to kéo dài đã gây sạt lở ta luy một số tuyến đường. Hiện tuyến đường nông thôn tại đầu cầu Bản Pạt thuộc địa bàn xã Lục Hồn, đường thị trấn Bình Liêu Húc Động bị sạt tại khu Nà Kẻ, thị trấn Bình Liêu và thôn Nà Ếch, xã Húc Động, đường Co Sầu, xã Đồng Tâm. Cây đổ, sạt lở tại một số khu vực ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm nước dâng cao, chảy xiết trên toàn bộ các tuyến sông, suối của huyện Bình Liêu. Tại huyện Cô Tô, do ảnh hưởng của bão số 3, toàn huyện còn có 6 hectare diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Hơn 200 cây xanh dọc đường trung tâm thị trấn bị đổ. Một số đoạn kè, đường cuối cống Vòng Si, chân dốc khu dịch vụ hậu cần nghề cá thị trấn Cô Tô bị sạt lở. Mưa lớn cho đến nay đã làm hơn 100 hectare diện tích lúa và hoa màu xã Hiệp Hòa, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên bị ngập. Tại huyện Tiên Yên, một số khu vực ngập sâu. Trong ảnh, khu phố Long Thành, thị trấn Tiên Yên chìm trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thành phố Cẩm Phả, nhiều nơi đã bị ngập úng cục bộ. Cụ thể, ngập úng một số tuyến đường trên địa bàn phường Quang Hanh, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cửa Ông. Thành phố Hạ Long, nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Khu phố Đoàn Kết, phường Hà Lầm, nhiều nhà dân bị ngập trong nước. Cây xanh tại thành phố Móng Cái bật gốc, đổ vào phương tiện, gây thiệt hại cho chủ xe. Sập nhà dân ở tổ 6, khu 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, rất may không có thiệt hại về người. Uông Bí tập trung khắc phục thiệt hại sau bão. Trong sáng ngày hôm qua, lượng mưa tại thành phố Uông Bí đã giảm dần. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn vẫn chảy xuống, một số vùng trũng tiếp tục ứ đọng, ngập lụt do tiêu thoát nước kém. Sau bão số 3, đàn gia súc gia cầm của một số hộ dân khu 6 phường Bắc Sơn bị trôi, chết. Nhiều ao nuôi tôm cá thuộc phường Phương Đông bị ngập nước, thất thoát cá tôm. Nguồn nước ăn của nhiều hộ dân bị ô nhiễm. Trước đó, thống kê lúc 7 giờ ngày hôm nay, bão số 3 gây ngập lụt 321 hộ dân, trong đó 38 hộ bị ngập sâu, buộc phải di dời trong đêm. Một số điểm bị sạt lở đất đá, sạt lở kè suối, gãy đổ cây to, tường rào, cột điện. Nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, tất cả các vị trí sạt lở đều được thành phố Uông Bí cử nhân lực và thiết bị cảnh báo rút dọn. Nhiều hộ dân phải di dời do ngập lụt sâu trong đêm hiện đã trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm nay, tại chợ trung tâm thành phố Uông Bí, lượng bùn đất lớn trôi vào khiến cho ban quản lý chợ chưa thể mở cửa để bà con tiểu thương vào buôn bán. Nhiều hộ đã bán hàng ngay tại cổng chợ vỉa hè, nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tình trạng này đã được thành phố Uông Bí xử lý ngay. Đến 7 giờ, chợ trung tâm Uông Bí được dọn dẹp sạch sẽ, bà con tiểu thương trở lại buôn bán ổn định. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị thành phố Uông Bí huy động toàn bộ xe, máy, nhân lực triển khai thu dọn, bốc xúc đất đá sạt lở, cây xanh đổ gãy trên các tuyến đường giao thông đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Toàn bộ các phường, xã đều chủ động ra soát thiệt hại, huy động nguồn lực xe, máy, nhân lực tại chỗ, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ địa phương xử lý các điểm sự cố sau bão. Phường Bắc Sơn là địa phương chịu thiệt hại do bão nhiều nhất. Ngay từ sáng, phường chủ động phương tiện hỗ trợ 9 trên 9 khu phố dọn dẹp trên các tuyến đường giao thông, cử cán bộ y tế thống kê và xử lý tiêu độc khử trùng nguồn nước ăn bị ô nhiễm cho các hộ dân. Phường cũng kịp thời hỗ trợ 200 suất ăn công nghiệp cho người dân khu 5, nơi bị mất điện và ô nhiễm nước nặng nhất. Việc thống kê vật nuôi, cây trồng bị trôi, chết cũng đang được phường triển khai tích cực. Lãnh đạo thành phố Uông Bí đi kiểm tra, kịp thời đưa ra chỉ đạo khắc phục đối với hệ thống tiêu thoát nước của thành phố, trong đó đặc biệt là các cống thuộc tuyến đê Vành Kiệu vốn đảm bảo nước ra vào cho nhiều vùng dân cư phía trong đê. Riêng cống Ba Cửa, Đồng Xến, phường Yên Thanh chịu trách nhiệm tiêu thoát nước cho cả vùng dân cư phường Phương Đông trong đêm qua đã bị hư hỏng một phần, dẫn đến năng lực tiêu thoát nước kém. Lãnh đạo thành phố Uông Bí đã chỉ đạo khắc phục tạm thời để xử lý tình thế, sau bão sẽ đề xuất bổ sung đầu tư để đáp ứng nhu cầu đặt ra. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!